Lò nướng bánh thông dụng có 3 loại. Loại nướng bánh gato sinh nhật, bánh kem. Loại này dành cho các tiệm bánh kem. Xài điện một pha. Loại đối lưu nướng đa năng. Loại nướng bánh mì được, nhưng không đều nhiệt. Tốn thời gian trở khay. Dùng điện một pha hoặc 3 pha đều được. Loại lò xoay chuyên dùng lò bánh mì công nghiệp. Loại này các tiệm bánh mì thường dùng. Lò xoay có nhiều loại. Loại dùng điện 3 pha. Loại dùng ga, dùng dầu. Hoặc một số loại lò kết hợp ga và điện, hoặc dầu và điện, tùy theo điều kiện mỗi khách hàng để lựa chọn. Quy trình nướng bánh mì như trên màn hình, bạn xem video này chắc bạn cũng đã học qua nghề bánh, nên em cũng không cần nói thêm. Đăng ký kênh để xem những video mới nhất, truy cập website dienmaytanbinh.com.vn để xem và tham khảo giá bán, hoặc gọi số Zalo trên màn hình để được tư vấn. Đừng quên chia sẻ video để mọi người cùng biết nhé! Lò nướng bánh mì với nguyên lý hoạt động sử dụng nhiệt lượng sinh ra từ buồng đốt các thanh điện trở, động cơ đảo chiều quạt hơi nóng tuần hoàn khắp lò, thực phẩm chín đều như ý ở tất cả các khay, tiết kiệm điện. Dù nướng bánh mì hay bất kỳ thực phẩm nào, lò phải đủ nóng mới bắt đầu cho khay vào nướng. Rất nhiều người cho rằng, lò nướng bánh mì chỉ có công dụng duy nhất là nướng các loại bánh trong cơ ở sản xuất bánh mì, bánh ngọt. Tuy nhiên, trên thực tế, lò nướng bánh mì còn có nhiều công dụng khác như nướng gà, vịt, heo, nướng xúc xích, các loại thịt miếng, nướng cá, sườn heo. Với giải nhiệt có thể điều chỉnh linh hoạt từ 0 đến 300 độ C, phù hợp để nướng đa dạng các loại thực phẩm từ mỏng đến dày, từ nhanh chín đến lâu chín. Ngoài ra, được trang bị hệ thống phun sương đưa hơi nước đi khắp các khay thực phẩm, giúp đồ nướng không bị khô cháy, bánh mì có độ nở như ý muốn. Lò nướng bánh mì có thiết kế công nghiệp, mọi tính năng đều đạt chuẩn hơn hẳn các lò nướng nhỏ, thực phẩm được nướng cũng thơm ngon, đảm bảo vệ sinh hơn. Mua lò bánh mì cũ chú ý một số vấn đề sau. 1. Lựa chọn thương hiệu lò uy tín, bạn có thể xài lò nhập khẩu hoặc các dạng lò lắp ráp trong nước. Lò lắp ráp trong nước cũng có nhiều hiệu tốt nhưng cũng có nhiều hiệu chụp giật, nướng bánh không đều. 2. Người bán uy tín. Việc mông má lại cho đẹp thì chỗ nào cũng có, nhưng có một số lò đã nát bét, nhiều cửa hàng mông má quá đà, nhìn thì đẹp. Nhưng dàn bên trong đã gỉ sét, bảo hành thì nhập nhờn, còn một số người đang bán lò trên mạng, bán được vài lò thì họ khóa máy, bạn không được bảo hành, bạn lưu ý điều này. Đăng ký kênh để xem những video mới nhất. Công ty Điện Máy Tân Bình chuyên cung cấp tủ đông, tủ mát, tủ trưng bày thực phẩm trong siêu thị. Nhận sản xuất tủ đông tủ mát theo yêu cầu. Quý khách có nhu cầu xin truy cập website dienmaytanbinh.com.vn để tham khảo. Chia sẻ video để mọi người cùng tham khảo nhé!